Cảm mừng toàn thể quý khách quay trở lại với đồ gỗ nội thất Hữu Huân. Xin giới thiệu với mọi người, trước mắt đó là bộ Âu Á trơn hàng VIP khuôn 4 ván 2 yếm 4 phân hàng tay 12. Và bộ sản phẩm này được làm bằng 100% chất liệu gỗ hương đá, và đặc biệt là bên em chọn vân rất là đẹp. Các bác có thể dành ra một ít phút để em giới thiệu và quay từng các cái đường nét cũng như là độ dày, kích thước, thông báo toàn bộ kích thước của bộ sản phẩm này. Thì như các bác có thể nhìn thấy trước mắt đó là một cái đoạn dài, hay còn gọi là cái băng dài. Thì cái hàng này là hàng chọn vân, gỗ hương đá thì xỉ đét từ dưới gầm lên trên mặt, và 100% chất liệu gỗ hương đá, bên em không pha tạp. Sản phẩm này thì là bên em làm tay 12. Cái bản tay này là tay 12 này. Và tay cột vuốt móng liền. Vuốt móng liền thì trên thị trường thì có những cái hàng phổ thông cái cột này là sẽ là chấp ghép các bác nhé. Thì đối với những cái hàng chấp ghép thì giá thành nó sẽ rẻ hơn, tại vì chi phí làm ra những cái hàng cột nối sẽ tiết kiệm gỗ hơn và chi phí nó sẽ thấp hơn. Hơn nữa cái phần chương này, tất cả 5 cái chương là bên em làm chương liền, liền cả xoáy, rất là đẹp. Dáng chương thì cong nhẹ ra đằng sau, và thần phần vách lưng bên em uốn lượn rất là dẻo. Tất cả cái phần vách các bác có thể nhìn thấy vân vách này, quá là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp. Những cái vân xoắn đều tăm tắp từ cái vách ở giữa đến hai vách hai bên. Vân veo thì uốn lượn cuồn cuộn, và vân ván đoạn cũng vậy. Vân ván, vân vách, rồi từ cái xương trở đi, các bác có thể nhìn thấy từ cái xương này đến cái phần vách giữa đến hai vách hai bên, vân tròn xoe đều tăm tắp, và những cái thớ vân hiện lên cuồn cuộn. Và vân ở trương, vân ở xương, vân ở vách cũng đều như thế, rất là đều và đẹp. Thì khi mà em, đây là em đang quét nước để cho các bác có thể nhìn thấy thớ vân, có nghĩa là khi mà sơn vào thì nó sẽ còn hiện ra đẹp hơn nữa. Đây em chỉ lau nước thôi mà các bác đã nhìn thấy những cái đường vân nó hiện lên đẹp như thế này rồi. Đấy, rất là đẹp. Từ cái vách giữa đến cái vách hai bên, tất cả cái đoạn này là có tận 9 cái vách. 9 cái vách đều tăm tắp, vân cuồn cuộn. Từ cái phần xương này, đấy xương ở giữa này, đến cái phần vách hai bên này, quá là đẹp luôn. Bộ sản phẩm bên em lựa chọn thì phải chia sẻ thật như thế này, để xẻ ra một cái bộ mà thứ nhất là vân nhiều, thứ hai là đều màu. Thì bên em xẻ ra 9 bộ cùng một lúc, 9 bộ cùng một lúc thì bên em lựa được 2 bộ vân đẹp và đều màu như thế này. Không phải bỗng dưng mà lựa được bộ đẹp đâu các bác ạ. Tại vì xẻ khối lượng lớn là thứ nhất, thứ hai lọc lựa rất là lâu công thì mới ướm được một bộ thứ nhất là đều vân đều màu, và thứ hai là nhiều vân, đều màu và nhiều vân như thế này. Rất là lâu công và làm rất là chỉn chu tỉ mỉ, rất là tốn công thợ. Và gỗ bỏ đi, bên em bỏ đi khối lượng cực kỳ lớn. Những cái gỗ mà sâu xia, sâu thì chắc chắn là sâu nhiều là bên em bỏ hết. Rác, dập rác cũng vậy. Thế nên một bộ như thế này rất là tốn gỗ, tốn công. Hỏi vì sao làm ra một bộ, đặt một bộ ở xưởng em lúc nào cũng mất rất là nhiều thời gian các bác ạ. Tại vì cái công lọc lựa, công chọn gỗ, rồi công làm thợ ngang rất là tốn công. Không ai muốn làm lâu hết, chắc chắn là như vậy. Ai cũng muốn đạt công rồi làm nhanh ra sản phẩm, nhưng mà cái tiêu chí bên em đưa ra vẫn phải đảm bảo chất lượng cho khách hàng. Thành ra là cái sản phẩm nó sẽ mất nhiều công hơn, mất nhiều công hơn và lâu công hơn. Đặt sản phẩm nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Thế nên nếu mà ai có ý định mua đồ gỗ nội thất cho hàng cuối năm này thì các bác nhanh tay đặt sớm để xưởng em có thể là làm cho mình những cái bộ bàn ghế ưng ý và đẹp nhất có thể. Tất cả những cái phần bọ góc này này là bên em đục tỉa tất cả hơn 50 cái bọ góc, và chỉ thì bên em chạy rích rắc tứ diện từ trước ra sau. Khuôn tranh thì bên em làm khuôn dày 4 phân. Khuôn tranh dày 4 phân tất cả đều khuôn 4 ván 2. Ván toàn bộ là ván liền cả một lá dày 2 phân. Ván liền một lá dày 2 phân hết. Khuôn 4 ván 2 và yếm bên em cũng sẽ dày 4 phân. Nói về kích thước thì cái đoạn này có chiều dài là 2,5 m, sâu là 72 và cao lên tới đỉnh chương là 1,20 m. Các bác có thể quan sát cái dáng ghế nó ngả ra đằng sau cực kỳ là đẹp, có tạo ra cái độ trường cũng như là độ bệ vệ cho cái dáng ghế. Chân thì bên em lọc lựa chân và yếm đều màu tăm tắp này. Đấy, đều chưa này, các bác có thể nhìn thấy này. Bình thường là lọc lựa chân với cả yếm rất là khó để cho nó đều màu, rất là khó luôn. Nhưng mà bộ này thì bên em lọc được chân, yếm, rồi vách, ván, xương đều màu tăm tắp. Thì khi mà để mộc thô đã đẹp như thế này rồi thì chắc chắn là phun hoàn thiện lên nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Gỗ thì bên em lọc lựa được những cái khối gỗ, những cái xốp gỗ rất là già gỗ, cực kỳ nhiều vân và già gỗ. Hai chiếc ghế đơn có chiều rộng là 1 m, sâu là 72 và cao là 1,2 m. Vân veo cũng rất là đẹp.
vân rất là đẹp, từ vân Ván đến cả vân vân Bách và đều với cái vân Đoạn luôn, đều tăm tắp với cái vân Đoạn, rất là đều và nhiều vân. Đấy, chương liền, cột liền, bản cột 12, tay cũng rất là nhiều vân. Đây là chiếc ghế đơn còn lại, chiếc ghế đơn còn lại cũng như vậy luôn, em lau nước bây giờ nó khô rồi. Đấy, rất là đẹp. Các bác nào mà đang có nhu cầu mua những cái Âu Á, bộ Âu Á trơn thì nhanh tay gọi điện đến Nội Thất Hữu Huân để được sở hữu bộ này. Tại vì bên em có chọn được hai bộ vân đẹp như thế này thôi. Đấy, đẹp từ cái cột trở đi này, vân veo cuồn cuộn luôn, vuốt móng liền đều tăm tắp, đều tăm tắp. Thì em bây giờ em sẽ thử lật gầm lên cho các bác có thể quan sát ở dưới gầm, tại vì nhiều người cũng yêu cầu lật gầm nhưng thỉnh thoảng em quay không có điều kiện hoặc là quay một mình không có ai lật gầm cho. Thì các bác quan sát ở dưới gầm này, hàng sỉ từ dưới gầm lên trên mặt, tất cả những cái phần chân này là chân sỉ hay còn gọi là chân lành sạch, rất là đẹp. Sỉ lành sạch ở dưới gầm cũng sạch đẹp như là trên mặt luôn. Cái khuôn tranh, cái yếm này là bên em sẽ yếm 4 phân, yếm 4 phân từ lành sạch không dập rác, từ dưới gầm gỗ sỉ lục lõi luôn, từ dưới gầm lên trên mặt cho mọi người. Đây ạ, còn cái chiếc ghế đơn còn lại các bác cũng xem này, đây là chiếc ghế đơn còn lại. Thử lật gầm chiếc ghế này lên xem thế nào cho mọi người quan sát, tại vì nếu mà có người hỗ trợ thì em mới có thể lật gầm cho các bác xem được. Đấy, các bác nhìn này, tất cả những cái chân này không có chân dập nào hết, chân sỉ hết, phần thang cũng vậy, rất là đẹp, cực kỳ là đẹp luôn. Lọc lửa gỗ đẹp từ dưới gầm lên trên mặt cho mọi người, vô cùng là giá trị. Cái đôn này em có thể tự lật được, đây đôn này tự lật được đấy, rất là nặng. Đây, khuôn tranh dày 4 phân, khuôn 4 phân, tất cả những cái chân từ chân đôn đến chân bàn, chân ghế hay từ cái thang trở đi cũng là sỉ lục lõi. Chỗ này chỉ là vết bẩn thôi các bác nhé, chỉ là vết bẩn thôi, rất là đẹp, nhìn nuột chảy luôn, đẹp nuột là từ dưới gầm lên trên mặt. Tất cả phần cổ chỉ của ghế Đoạn đôn là bên em làm cổ chỉ chạy rích rắc. Cái bàn này thì có kích thước là 75 x 1m47 theo kích thước lỗ ban số đỏ, bàn cũng rất là nhiều vân, vân rất đẹp. Đấy, các bác có thể quan sát này, vân rất là đẹp luôn. Đây là chiếc đôn còn lại, bàn đôn tất cả vân đều rất là nhiều vân luôn. Đấy, đây là chiếc đôn đầu bàn, cũng có một cái ngăn kéo, bàn thì có hai ngăn kéo tất cả. Thì bộ sản phẩm này hiện chưa có chủ nhân, ai đang quan tâm đến cái sản phẩm này thì có thể nhanh tay gọi điện đến Nội Thất Hữu Huân qua số hotline bên em có để trên màn hình. Xưởng em cam kết làm gỗ chuẩn và lọc lựa gỗ rất là kỹ, làm kỹ từ khâu thợ ngang đến khâu hoàn thiện cuối cùng. Thế nên chắc chắn là những cái sản phẩm mang tên thương hiệu Nội Thất Hữu Huân thì nó sẽ có sự khác biệt rất là lớn. Thế nên để so sánh thì các bác có thể so sánh từ cái giá trị của sản phẩm đến cái giá thành. Bên em cam kết đối với cái giá thành của sản phẩm thì bên em xứng đảm bảo cái sản phẩm nhận về xứng đáng với đồng tiền mà mọi người bỏ ra, không bao giờ để mọi người phải thất vọng. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.